Xin chào anh em, thích mật là đẹp của Ambet Shop. Ambet Shop hôm nay giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm mới, đó là một mẫu tẩu lọc thuốc lá của Zobo. Đấy, Zobo thì nếu như anh em nào đã sử dụng sản phẩm của Shop Ambet thì biết là thương hiệu Zobo rất là nhiều mẫu tẩu lọc chất lượng tốt, chất lượng cao và giá cực kỳ bình dân, phù hợp túi tiền của hầu như tất cả anh em. Đấy, một bộ sản phẩm rất là đẹp và sang trọng như này rất là thích hợp cho anh em bạn bè, làm quà tặng cho bạn bè, đối tác, đồng nghiệp. Đây là một chiếc tẩu lọc thuốc lá. Cái tác dụng của tẩu lọc thuốc lá thì anh em có thể tìm hiểu thêm ở trên website ambe.vn, hoặc là em cũng có thể nhận tư vấn trực tiếp từ shop Ambe qua các hotline, hoặc là em cũng có thể nêu qua một chút về cái tác dụng của cái tẩu lọc thuốc lá như này. Đầu tiên là mình giảm khoảng 60% đến 80% tùy loại tẩu lượng khói độc vào cơ thể. Thứ hai nữa là mình hạn chế được cái khói độc, thế nên là mình sẽ hạn chế được bịt khé cổ. Tiếp theo đó là mình hạn chế vàng ố men răng cũng như là vàng móng tay. Đấy. Tiếp theo nữa là nếu như các anh làm ở việc ở văn phòng này, những nơi sang trọng lịch sự thì một chiếc này rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Đấy. Đây là một cái mẫu mới nhất về tại shop Ambe. Đấy. Thiết kế rất là ngắn, rơi chừng khoảng 5 phân thôi. Đấy, rất là thuận tiện cho anh em hay sử dụng, hoặc là mình có thể đút vào bao thuốc. Đấy, thiết kế vừa một điếu thuốc luôn. Đấy. Ở trên tay em đang cầm đó là màu vàng, vàng gold rất là đẹp, rất là sang trọng. Ngoài cái màu vàng này thì nhà em còn có màu bạc và một số màu khác, thì anh em có thể truy cập website ambe.vn để xem thông tin chi tiết về màu sắc. Đấy. Ở đây thì chúng ta cũng có cơ chế lọc, đó là lọc vệ sinh, thì anh em có thể vặn ra để vệ sinh nhé. Đấy, anh em có thể vặn ra để vệ sinh khi mà mình hút khoảng 5 đến 7 điếu, hoặc là khi nào anh em cảm giác nó tắc thì anh em sẽ lấy ra để thông. Thì Zobo đã chuẩn bị cho anh em một cái bộ dụng cụ để thông. Đấy, đây là bộ sản phẩm của Zobo, hàng chính hãng Zobo, giấy hướng dẫn sử dụng, thẻ catalog và một bộ sản phẩm kèm theo, đó là một cái đầu lọc, đầu tẩu thay thế cũng như là một cây thông tẩu. Đấy, một cây thông tẩu cũng như là hai cái răng để phòng khi mình vệ sinh có nhỡ làm rơi mất. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là tiện, giá rất là bình dân luôn. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại bên dưới cái video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì anh em gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.